Thời tiết trên cả nước đang bước vào mùa mưa bão. Đặc biệt tại một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam, tình trạng mưa to đến rất to thường diễn ra vào thời điểm chiều tối, gây không ít khó khăn cho người lái ô tô. Trời mưa không chỉ khiến đường trơn trượt mà còn làm cho tầm nhìn hạn chế, thậm chí rủi ro tiềm ẩn do đường ngập, giao thông phức tạp hơn. Lái ô tô dưới trời mưa thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Chính vì vậy, khi lái ô tô dưới trời mưa, các tài xế cần tăng sự tập trung, đồng thời nắm vững một số lưu ý dưới đây để đảm bảo an toàn. 1. Giảm tốc độ. Không giống như khi thời tiết nắng ráo, trời mưa thường khiến đường trơn, tầm nhìn quan sát của người điều khiển ô tô bị hạn chế. Đặc biệt, mặt đường ướt, trơn trượt sẽ khiến quãng đường phanh, từ khi tài xế đạp phanh đến khi xe dừng lại, dài hơn so với thông thường. Điều này rất dễ dẫn đến va chạm, tai nạn. Do đó, khi trời mưa, tài xế điều khiển ô tô nên giảm tốc độ so với bình thường, để giúp lái xe làm chủ tốc độ, duy trì sự kiểm soát chiếc xe một cách hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp. 2. Tăng khoảng cách với xe phía trước. Tầm nhìn hạn chế do trời mưa sẽ làm chậm quá trình đưa ra quyết định. Do đó, nên gia tăng khoảng cách với xe phía trước xa hơn bình thường. Điều này sẽ giúp tài xế kịp xử lý nếu xe phía trước phanh gấp. 3. Bật đèn chiếu sáng. Bên cạnh việc giảm tốc độ và giữ khoảng cách, khi lái ô tô dưới trời mưa, các tài xế nên chú ý luôn bật đèn chiếu sáng, kể cả ban ngày. Bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù hay đèn định vị sẽ giúp các phương tiện cùng tham gia giao thông dễ nhận biết xe của bạn. Lái ô tô dưới trời mưa cần tăng sự tập trung và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn cho mình và các phương tiện khác trên đường.